Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây nè có một miếng vườn cây ăn trái trồng dừa với mít luôn, rất là đẹp ha. Thì với diện tích là 2.199 m², chủ đất kêu giá là 800 triệu 1.000 m² và giá cả là mình sẽ thương lượng nhẹ với chủ đất ha. Thì là cái miếng này là cái miếng mà hôm nay Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị nè. Để Quyền Trang chỉ cho anh chị về cái con đường đi trước ha. Thì đây là xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy nha anh chị. Ở đây thì em thấy là đường đi thì cũng thoải mái lắm. Xe ô tô của mình sẽ vô tới đất luôn. Thì đây là cái con đường đi trước mặt tiền đất của mình nè. Đường hiện tại là đường đường trải đá xanh ha. Thì con đường này là con đường mà 7 hộ dân hùng vô mua đường để làm một cái con đường đi chung. Thì cái con đường đi chung này nè là có cái giấy viết tay rồi có chữ ký của 6 hộ chứ. 6 hộ trên đi chung trên con đường này ha anh chị. Thì từ ở đường này nè mình đi ra ngoài đường lộ đan công cộng của nhà nước á. Anh chị đi khoảng tầm chừng... Quyền Trang nghĩ cho khoảng tầm chừng 150 hay là 200 m là mình sẽ tới rồi. Nó nằm ở ngoài này nè anh chị, mình chạy ra tí xíu thôi. Một lát có Quyền Trang sẽ đi ra tới ngoài đường công cộng của nhà nước luôn cho anh chị mình xem ha. Còn con đường này á, là đường mà mỗi hộ bỏ ra để mình mua rồi mình đi chung á anh chị. Là có giấy viết tay đàng hoàng, có chữ ký đàng hoàng ha. Thì đất của mình á, là sẽ có đường điện, đường nước và wifi sẽ vô tới nơi luôn. Thì anh chị nè có mấy cái cục điện đó anh chị thấy không? Đó. Này. Khu này thì thích hợp cho anh chị nào mà mua đất làm nhà vườn, nghỉ dưỡng đâu đó anh chị. Em thấy là khung cảnh ở đây thì cũng khá là yên bình luôn. Còn cái vị trí miếng đất của mình á thì nằm ở đây nè. Đây, vị trí đất của mình á thì nằm ở đây ha. Còn cái con đường này là sẽ đi vô nữa khoảng chắc là khoảng 3 hộ trong tổng nữa đó ha anh chị. Tại vì đường này là đâm thẳng vô một miếng đất của chủ ở bên trong á, rồi còn đi qua hai ba chủ ở bên hai bên nữa. Rồi thì đây là cái miếng đất mà Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Đất của mình thì có diện tích là 2.199 m², đất cây lâu năm, chủ đất kêu giá là 800 triệu 1.000 m² và giá cả là mình sẽ bớt nhẹ thôi để anh chị mình lấy lọc ha. Thì mình sẽ tính từ ở đây, bề ngang của mình là 23 m nha anh chị. Bề ngang là 23 m, sẽ tính từ bên cây cọc nhỏ đây nè, đi qua tới một cái cây cọc ở bên này, thì ngay chỗ mà cái cây cột điện ở đây nè anh chị. Thì anh chị thấy nha. Trừ cái trụ này, mình đi qua tới cây trụ cột điện thứ nhất và trụ cột điện thứ hai. Đó là cái bề ngang của mình là 23 m đó. Đất của mình là nở hậu là 24 và chiều dài á, chiều dài thì một bên nó là khoảng 93, một bên nó là khoảng 94. Trong đất của mình á thì rất là đẹp luôn, sạch đẹp hết, không màu mã gì hết nha. Thì đất của mình là trồng dừa với mít. Chiều dài khá là dài luôn cho nên em sẽ đứng bên đất hàng xóm á, em chỉ đất của mình trước cho anh chị xem. Thì anh chị thấy nè, nguyên cái từ ở đây nè ha, chiều dài của mình sẽ tính từ ở đây chạy dài xuống tới ngay chỗ này. Tới ngay chỗ này nè ha anh chị, là tới đây là hết rồi đó. Là chiều dài của mình là khoảng 93, một bên là 93, một bên 94. Bây giờ Quyền Trang sẽ đi vô bên trong đất cho anh chị mình xem ha. Nói chung là khu đất này rất là đẹp luôn. Hồi nãy á, em hỏi bên anh chủ đất là anh có bớt xuống không? Tại vì em thấy á, em nhân á, là 2.199 m², ra là khoảng 1.750 triệu mấy triệu lẻ đó anh chị. Em hỏi ảnh sao ảnh không làm chẳng luôn cho rồi. Cái ảnh nói ừ thì thôi anh kêu vậy đó em ơi, chứ đất bây giờ là cũng biết á, là bây giờ mình bán rồi thì mình cũng mua lại không được một miếng đất như thế này. À, thì nên anh mới không có bớt, anh vẫn kêu giá là 800 triệu 1.000 m² ha. Trong đất của mình á, thì em thấy là anh trồng dừa. Dừa này là sắp cho lưỡi mèo rồi ha anh chị, một hàng dừa luôn. Rất là đẹp nè. Đó, rồi trồng mít nữa. Này. Đó anh chị thấy không? Giờ mình đi xuống dưới nha. Mít này thì em thấy là cũng cho trái rồi nè. Đó. Này. Khu vực ở đây thì em thấy là nhà cửa cũng... Ở đây thì khu vực nhà vườn nhiều hơn nha anh chị. Để một lát em mở định vị lên cho anh chị mình xem thử. Này.
À, đất của mình là đất cây lâu năm nha, chưa có lên thổ cư. Nhưng mà chủ đất nói là lên thổ cư được. Nếu mà anh chị thích đó thì bên chủ đất sẽ hỗ trợ cho anh chị mình lên thổ cư ha. Đó, còn chạy dài xuống dưới nữa nha. Này, đất ở đây là đất nước ngọt nha anh chị, thì em sẽ cho anh chị xem nè. Đó, anh chị xem. Ở đây thì em thấy là đất cũng khá là cao ráo luôn á. Bằng bằng mặt đường, nó không có bị thấp ha. Rồi để em mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Nó mở mở định vị. Thì á là đất của mình là hướng nam, đất là hướng nam nha anh chị. À thì đây là cái vị trí mà Quyền Trang đứng nè anh chị, cái chỗ mà vị trí mà nút tròn tròn màu xanh là vị trí mà em đang đứng á. Thì ở đây á anh chị đi khoảng tầm chừng 150 hay là 200 m thôi là mình sẽ ra tới lộ đan công công cộng của nhà nước ha. Rồi anh chị đi thẳng ra là mình sẽ tới cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nè. Mình gần cầu Tân Phú rồi đó anh chị, gần đường dây thép rồi ha. Thì từ đây á mà anh chị mình đi về tới thị xã Cây Lậy, để em xem mình về trung tâm thị xã Cây Lậy thì bao xa ha. À, trước tiên á là để em bấm qua chợ Tân Phú trước nha. Thì từ ở đây á mà anh chị mình đi chợ nè, đi trường học, đi ủy ban luôn của xã Tân Phú trước tiên á, thì mình đi chỉ có khoảng tầm chừng 1,2 cây số thôi, là anh chị đi khoảng tầm chừng 5 phút thôi ha. Nè, từ đất mình mà đi ra ngoài tới chợ Tân Phú, ủy ban của xã Tân Phú đầu ha, là mình đi chỉ có 5 phút thôi, là 1,2 cây số nha anh chị. Đây nè. Đó, ở đây là vừa chợ Tân Phú, rồi ủy ban Tân Phú luôn, rồi trường học đồ, ở cái khu này sung lắm nha. Đó, trường cấp 1, cấp 2 đồ ở đây đủ hết, cái chỗ mà mình học bằng lái xe đồ đó anh chị. Còn từ ở đây á mà mình đi về tới thị xã Cây Lậy thì để em xem mày. Ở đây mà anh chị đi về tới thị xã Cây Lậy á thì trung bình nó là khoảng khoảng 12 cây số, chạy xe là khoảng 20 phút thôi là anh chị mình sẽ về tới trung tâm của thị xã Cây Lậy ha. Đó là mình đi khoảng 12 cây số là mình sẽ về tới trung tâm của thị xã Cây Lậy. Còn từ ở đây á mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây thì trung bình là khoảng 74 cây số, mình chạy xe là khoảng 1 tiếng 50 phút nha. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm miếng này thì anh chị alo cho Quyền Trang hay, rồi em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Bây giờ để em ra em quay đường đi cho anh chị mình xem thử ha. À, rồi bây giờ em sẽ quay ra ngoài đường đi cho anh chị mình xem nè. Đó, mình sẽ đi ra ngoài lộ đai công cộng của nhà nước nha. Mình đã ra tới ngoài lộ đan công cộng rồi nè. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm miếng này thì anh chị alo cho em hay nha, em sẽ dẫn cho anh chị mình đi xem. Rồi, bye bye anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em.